làm được 10 điều này, phúc báo đến ngay không chờ đợi. Ước vọng của nhân loại khi sinh ra đời đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, gặp nhiều điều may mắn, nhưng có mấy ai đã được toại nguyện. Sự thực không ai chơi cãi được, vì đời người là một chuỗi ngày dài thời gian đau khổ, phiền lụy về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần, chẳng bao giờ có được những phút giây an vui, hạnh phúc chân thật. Sự an vui, hạnh phúc đến với mọi người giống như một giấc mơ, bởi vậy nó đến, nó đi như nước chảy qua cầu, như bóng ngựa chạy thoáng qua cửa sổ. Con người vốn vô minh, mê mờ không biết mọi vật trên thế gian này là vô thường, nay còn mai mất. Họ cứ mải mê chấp đắm, cho rằng mọi vật là có thật, là thường hằng bất di, bất dịch, là của mình. Vì thế, nên thường dính mắc không vật này thì vật khác. Do hiểu sai lầm như vậy, nên con người tự thấy mình là trên hết trong cuộc đời này tự thấy mình trên hết trong cuộc đời này, đó là hành động suy tư để nuôi lớn bản ngã. Vì thế, bản ngã càng to thì càng tạo biết bao điều tội ác để phục vụ cho bản ngã của mình. Sự nuôi lớn bản ngã không những trong đời này, mà còn nhiều đời trước nữa. Do từ nhiều đời làm ác, mà ngày nay phải chịu quả báo khổ sở, nhưng có mấy ai hiểu biết, nên cứ nghĩ rằng mọi sự khổ đau là do sự ngẫu nhiên, là do hoàn cảnh mai rủi mang đến. Hiểu biết như vậy nên con người cứ mải mê chạy theo danh lợi mà tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp trong một đời người. Vì thế, tội lỗi ngày càng ngập đầu, ngập cổ. Muốn chấm dứt những hoàn cảnh khổ đau của đời sống con người hay muốn vượt thoát khỏi cảnh ái kiết xử trói buộc hoặc những tai nạn hiểm nghèo. Những bệnh tật nan y khó trị, những sự xung đột tị hiềm, nhỏ mọn, ích kỷ, dối trá, xảo quyệt, vân vân thì hãy sống đời với 10 điều lành. 10 điều lành là con đường đưa con người đến nơi hạnh phúc chân thật, đưa con người thoát ra mọi cảnh sống thường tình thế gian. Cảnh sống thường tình thế gian là sống chỉ biết lo cho cá nhân của mình mà chẳng cần biết đến ai cả. Sống đúng 10 điều lành là phải rèn luyện con người trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội hiện nay và mai sau. Sống đúng 10 điều lành sẽ giúp tâm thanh chúng ta luôn luôn thành thật với mình, với mọi người, hoàn toàn không dối trá, lừa đảo bất cứ một người nào. Nhờ sống như vậy, lúc nào chúng ta cũng đầy đủ những đức hạnh điềm đạm, khiêm hạ, giản dị, vân vân. Nhờ sống như vậy, chúng ta mới đủ sức nhẫn nại để vượt qua những cam go, thử thách của cuộc đời. Nhờ sống như vậy, chúng ta mới tìm thấy sự an vui chân thật trong lòng mình. Sống 10 điều lành sẽ chuyển cảnh khổ đau đói rét thành cảnh an vui, no ấm và còn đưa con người đến những cảnh thuận duyên mãi mãi trong cuộc đời. Sống 10 điều lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Nhất là chúng ta cố gắng sống trong 10 điều lành trọn vẹn thì sẽ làm gương tốt cho mọi người cùng nhau soi. Nhờ thế bản thân được an ổn, gia đình được hạnh phúc an vui và xã hội luôn luôn được trật tự an ninh. Sống trong 10 điều lành còn giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, điêu hoa, xảo trá, trộm cướp, hiếp dâm, giết người, vân vân. Như thế, chúng ta cũng không còn lo sợ mất của cải tài sản và bị những kẻ trộm cắp, cướp giật hung ác giết người hãm hại chúng ta. Và nhất là chúng ta sống đúng trong 10 điều lành thì không còn sợ bị đọa vào ba đường ác nữa, tức là không tái sinh vào. 1. Atula là những người hay sân hận, giận dữ, 2. Ngạ quỷ là những người đói khát, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. 3. Địa ngục là những người bệnh tật nằm liệt giường, là những tai nạn gãy tay, gãy chân, là những người mù mắt, tai điếc hoặc tay chân tật nguyền. Hoặc câm ngọng nói ấp a ấp ớ, hoặc bệnh thần kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết thiện ác, trái phải, hoặc trí nhớ quá kém, quên trước quên sau. Sống 10 điều lành sẽ giúp cho thân, khẩu, ý của chúng ta thanh tịnh, không phạm những lỗi lầm vào nghiệp ác. Nhưng ngược lại, chúng ta sống không đúng 10 điều lành thì ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta sẽ tạo đủ 10 điều ác. Nói về nhân quả thì người nào sống trong 10 điều ác thì sẽ tạo 10 nhân chẳng lành, mà đã tạo 10 nhân chẳng lành thì phải thọ chịu 10 quả khổ đau. 10 quả khổ đau tức là địa ngục. Địa ngục là con đường khổ đau nhất trong 6 nẻo luân hồi nên kinh sách Phật thường nhắc nhở chúng ta phải siêng năng tu tập ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp thì mới thấy sự an vui và hạnh phúc. Bởi vậy địa ngục ở tại thế gian, chứ không có ở cõi nào cả. Chỉ có những người khéo tưởng tượng cho rằng địa ngục ở cõi âm phủ, nhưng vì họ là những người chịu ảnh hưởng mê tín, dị đoan theo truyền thống của người xưa. Chính họ cũng chẳng biết cõi âm phủ ở đâu, chỉ nghe người ta nói rồi nói theo mà thôi. Cho nên địa ngục ở tại chỗ đau khổ của mỗi người, chứ không phải đợi chết mới xuống địa ngục để thọ chịu những cực hình đau khổ. Vì thế địa ngục không có ở trong một cõi nào cả, mà ở ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu quý vị sống làm đủ 10 điều ác, thì ngay đó chắc chắn quý vị phải chịu 10 điều khổ đau chính bản thân quý vị hành hạ, chứ không có một ông vua diêm vương nào hay một con quỷ dã xoa nào tra tấn hành hạ quý vị. Chúng ta cứ xem những kẻ một đời làm ác như sát sanh, trộm cắp, tả dâm, nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, tham lam, sân hận và si mê, thì có lúc nào mà họ được an vui đâu. Dù họ ở vào địa vị nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ chiến miên. Phật dạy sống đúng 10 điều lành là cốt yếu giúp cho chúng ta tạo những nhân quả lành. Người thực hiện nhân quả lành thì luôn luôn lúc nào cũng gặp duyên lành, may mắn trong hiện tại và mai sau. Vì thế, cuộc sống của họ đều có đầy đủ phước báu, không những trong đời này được an vui, yên ổn, hạnh phúc, mà còn mãi mãi ở kiếp sau cũng được giàu sang sung sướng, đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Sống với 10 điều lành như vậy thì phải thọ hưởng 10 phước báo lớn như sau. 1. Thân không bệnh tật 2. Thân được sống trong cảnh giàu sang. 3. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. 4. Được mọi người kính yêu tin tưởng, đồng thời luôn luôn nghe và làm theo lời dạy. 5. Trí tuệ thủ thắng, thông minh sáng suốt không ai hơn, thấu suốt lý nhân quả thiện ác không còn chỗ nào bị ngăn che. 6 lời nói thẳng thắn được mọi người kính phục và yêu mến. 7. Nói lời êm ái ngọt ngào ai nghe cũng vui mừng và yêu thích. 8. Không nói lời hung dữ hay chỉ mắng to tiếng với một người nào cả. 9. Không sợ sệt bất cứ một điều gì, một hoàn cảnh nào. Không thối lui trước những nghịch cảnh. Đứng trước đám đông người phát biểu những ý kiến thì đều nói năng lưu loát, không ngập ngừng, tiếng nói sang sảng, nhất phục người nghe. 10. Ba nghiệp thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi một dục lạc nào trong thế gian này. Cho nên ai có đủ duyên được nghe 10 điều lành, được thấy 10 điều lành, nhưng không chịu sống với 10 điều lành, rồi luống để một cuộc đời đen tối và khổ đau, thì thật là ủng phí cho một đời người chẳng ra gì. Họ cũng giống như những người giàu sang có kho báu mà không chịu đem ra dùng, chỉ đành lòng chấp nhận để một đời lang thang, làm kẻ cùng tử. Họ chính là những người không trí tuệ, thiếu sáng suốt, vô minh, ngu si và dại dột, khờ khạo nhất, vân vân. Không còn chỗ nào để phê phán. Bởi vậy, trong đời nếu ai gặp được 10 điều lành trong đây là người đã gieo căn lành trong nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp này tức người ấy đã gieo sâu duyên lành với 10 điều lành, nhất là thường kính trọng ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do gieo duyên lành này mà ngày nay mới gặp được 10 điều lành. Nếu đời nay gặp 10 điều lành mà không thực hiện sống với 10 điều lành này thì tất cả sự cung kính tôn trọng Phật, Pháp, Tăng chỉ là cơn gió thoảng bên ngoài mà thôi, chẳng có lợi ích gì thiết thực cho cuộc sống. Do 10 điều lành này rất quan trọng như vậy, nên chúng tôi xin quý vị có duyên gặp nó thì hãy cố gắng sống đúng với 10 điều lành thì sẽ thấy phước báo đến ngay không chờ đợi. Vì chính vừa sống đúng 10 điều lành này thì có sự bình an cho mình, cho mọi người và cho các loài vật. Kính ghi Trưởng lão thích thông lạc Trước lời nói đầu, sống 10 điều lành Nxb tôn giáo